gái của bố bị thương mà bố còn ngồi đây à? Cậu nói với bố vậy hả? Làm trò thôi. Tối hôm qua còn đòi xách vali khỏi nhà kìa. Con ngồi đi. Bố gọi con đến đây là muốn hỏi con, con còn yêu cái Huệ không? Hai đứa còn tình cảm với nhau không? Và sau tất cả những gì vừa xảy ra, liệu có thể hàn gắn được không? Bố à, con chả hiểu bố dạy con gái kiểu gì. Cậu đi ra ngoài lăn lòn kìa, cấm sừng thằng này kìa. Con gái bố thế nào, bố biết. Nhưng bố sẽ kiểm chứng lại tất cả những gì con vừa nói. Nhưng sống mà cứ giằng hắt nhau như thế, con cũng xem lại chính bản thân mình đi. Con nghĩ người cần xem lại mình là con gái của bố. Nói với cổ, treo cao có ngày tới đau. Mày về đây làm gì? Về xem tao chết chưa hả? Bố, hay là bố cứ đánh con đi cho đỡ tức. Đánh mày à? Dạ. Không có sức khỏe. Hay là bố ăn gì không để con mua cho bố nhá. Hay phải tao ăn gì à? Hả? Dạ. Hay muốn tao ăn gì? Chuối nè. Nhưng mà cả nải. Ôi, con mua cho bố cả buồng luôn nhá. Cô vừa phải thôi. Cô em của cả đây hút vào cho nó ăn. Ở đây ai mà chữ quen mà chăm cái sóc. Thôi đi. Tôi nói gì sai à? Hả? Chữ quen mà lên tận trời. Trường đã từng diễn những loại vai gần giống như vậy. Chỉ có khác một điều là khắc họa nhân vật đó. Cái ngoại hình nó không phải như là Khải. Mà cái loại vai này, nhưng mà khắc họa nhân vật là cái ngoại hình của Trường. Là Trường đã từng diễn rồi. Và Trường thấy là những cái vai như vậy là những vai hay. Để diễn viên có thể thỏa sức để diễn đó. Tại vì khuôn mặt của Trường là trung tính. Khuôn mặt trung tính thì diễn gần như được tất cả loại vai. Chỉ đừng có bắt Trường diễn vai bậm trợn. Lên gân nó là phù hợp với nhân vật, nhưng mà để diễn viên mà thoại những cái vai như thế này mà diễn nhiều đúp á, nếu mà chất giọng nó không tốt á, đặc biệt là tiếng nói sân khấu không tốt á, và cái thanh quản nó không tốt á, nó sẽ dễ làm cho bạn bị khèn. Nó hơi khó, tại vì thứ nhất là nó vào về vấn đề tâm lý, thứ hai là về mọi thứ nó làm sao nó có thể ăn nhập được luôn. Một dạng người đàn ông hơi nhẹ nhàng, với cả nó mang tính gì đấy nó hơi kiểu thế nào nhỉ, đào hoa ga lăng kiểu dạng đấy, nó khác với mình quá, và cũng mình cũng chưa từng bao giờ được trải nghiệm một cái dạng mang dáng vóc thư sinh như mình đây đấy. Thì các bạn thấy mình rất là thư sinh mà, đúng không? Rồi cô muốn gì cứ nói nhá, để em nhập về thử đó.